sau thảm họa zombie, loài người gần như đã diệt vong, khí hậu cũng ngày càng trở nên khắc nghiệt. Chính vì lẽ đó, để thích nghi với cuộc sống, đám zombie vô tri này đã tiến hóa lên một cấp bậc mới, da chúng cứng như thép, thậm chí còn có khả năng hồi phục kinh hoàng. Sẽ ra sao nếu những con quái vật này tiếp tục tấn công những người ở lại? Ai sẽ là người chiến thắng? Hãy cùng theo dõi bộ phim diệt vong để biết kết cục nhé. Nhiều năm về trước, với sự tấn công của zombie, thế giới dần rơi vào khủng hoảng. Tối nay, cảnh sát đang đưa một nhóm người sống sót đến khu cách ly. Trên xe có Patrick và vợ của anh Emma, ngoài ra còn có người bạn đã yêu thầm Emma từ lâu, Jack. Không khí trên xe vô cùng đông đúc và bức bối. Con gái của Emma và Patrick vì sợ hãi nên cứ khóc không ngừng. Trên đường đi thì bỗng nhiên bị kẹt xe, vị cảnh sát ra lệnh cho mọi người im lặng và không chạy lung tung, còn mình thì cầm súng xuống thám thính. Nhưng anh ta đi thì không thấy quay lại. Một người cảnh sát nữa sốt ruột nên đã xuống xe. Ngay khi cảnh sát bước xuống thì một con zombie lao đến. Đám zombie đánh hơi được con mồi nhanh chóng bao vây chiếc xe. Nguy hiểm ập đến, mọi người trên xe vô cùng hoảng loạn. Ai cũng muốn được sống nên họ đã chen lấn xô đẩy. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Patrick thấy thế xuống xe nhặt lấy khẩu súng của người cảnh sát, nhưng không may anh ta đã biến thành zombie, lao đến điên cuồng tấn công Patrick. Trong lúc nguy cấp, anh đã nhanh trí kết liễu nó. Lúc này zombie ngày càng đông, mọi người đều hỗn loạn muốn thoát thân. Từng người sắp bị zombie cắn. Zombie đã tấn công rất nhiều người trên xe. Con zombie ghê rợn không ngừng cắn xé tấn công những người vô tội. Một màn trước mắt thật khiến chúng ta sợ hãi. Nhờ phúc lớn mạng lớn, may mắn Emma và con vẫn an toàn trốn ở một góc. Tôi thực sự không hiểu sao em bé luôn mồm khóc như vậy mà zombie vẫn không chú ý tới họ. Sau một hồi chiến đấu với đám zombie, Jack và Patrick đã cứu được cả hai người. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, họ đau lòng phát hiện ra Emma đã bị zombie cắn rồi. Cuối cùng Patrick đã phải buộc xuống tay với vợ mình trước khi cô biến đổi. 9 năm trôi qua, trải qua đại dịch zombie, dân số thế giới giảm đáng kể, số lượng zombie cũng dần ít đi. Sau cái chết của Emma, Patrick đã đau khổ tột cùng, ngày ngày chìm đắm trong men rượu. Vì hổ thẹn nên Patrick đã luôn sống cạnh nhà Lulu. Lulu là do Jack một tay nuôi lớn. Còn Jack trước giờ cảm mến Emma nên anh cũng không thể tha thứ cho Patrick. Dù là hàng xóm nhưng Patrick và Jack rất ít khi tiếp xúc. Để an toàn, họ dựng những bức tường kiên cố làm rào chắn. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Giờ Patrick đã vực dậy tinh thần, anh có thể tự mình đi săn bắt giữa mùa đông lạnh để giải quyết vấn đề sinh tồn. Điều này làm Lulu, cô bé luôn bị ép ở nhà, vô cùng ngưỡng mộ. Patrick ngày đi săn nhưng đêm về vẫn tìm cách để liên lạc với thế giới bên ngoài. Đáng tiếc là trước giờ anh chưa từng nhận được phản hồi. Trước khi đi ngủ, Patrick qua khung cửa sổ thầm chúc Lulu ngủ ngon. Hôm nay là sinh nhật của Lulu. Patrick đem về một chiếc bánh gato nhưng anh biết Jack sẽ không cho mình vào. Bên kia, quà sinh nhật Jack tặng Lulu là những món đồ cũ của Emma. Cô bé có vẻ vô cùng hào hứng. Nửa đêm, Lulu bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Cô bé nhìn ra cửa sổ thì thấy một sinh vật to lớn kỳ dị gì đó rất đáng sợ. Cô bé vội trốn vào góc nhà và tắt đèn trên tay đi. Sáng hôm sau, Jack tỉnh dậy không thấy Lulu đâu. Anh phát hiện cô bé trốn dưới gầm giường. Anh hỏi cô bé xem có chuyện gì. Lulu nói rằng tối qua cô đã chứng kiến một con quái vật không tóc, toàn thân màu trắng rất ghê rợn. Jack không để tâm đến lời của con gái, cho rằng cô bé chỉ đang gặp ác mộng mà thôi. Zombie đã tuyệt chủng từ lâu, với cả zombie không hề giống trong lời miêu tả của Lulu. Trong suốt thời gian ở nhà gò bó, Lulu đã bầu bạn với chú chó của Patrick. Hằng ngày cô bé lén giấu bánh quy cho nó ăn. Một hôm bị Patrick bắt quả tang, Lulu và Patrick cuối cùng cũng gặp mặt trực tiếp. Nhìn thấy con gái của mình, Patrick có vẻ ngượng ngùng. Anh không nói ra thân phận thật của mình mà chỉ cư xử như hàng xóm. Jack trong nhà nhìn thấy cảnh này liền xông ra chắn trước mặt Lulu. Jack cảnh cáo Patrick không được lại gần Lulu, cũng không được nói chuyện với cô bé. Sau đó anh đưa Lulu vào trong nhà. Bên kia, Patrick và chú chó tiếp tục đi kiếm đồ ăn, bất ngờ gặp phải một con zombie đã tiến hóa. Sau một hồi vật lộn với nó, Patrick vội bỏ chạy và khóa cửa siêu thị lại. Những cánh cửa mỏng manh sao có thể cản được con quái vật. Patrick nhanh chóng lên xe phóng về nhà định báo cho Jack và Lulu. Không may trên đường về nhà, Patrick đã bị lật xe. Cú ngã đau khiến Patrick chưa kịp phản ứng thì zombie đã lao đến. Trông nó toàn thân trắng muốt, hình thù vô cùng dị hợm. Có vẻ nó bị mù nên đã không tấn công Patrick ngay. Nó lao về phía chiếc xe rồi bỏ đi. May Patrick chưa bị cắn, anh vội lên xe quay về báo tin. Đồng thời lúc đó Jack ở nhà dạy Lulu cách dùng súng. Thấy một chú thỏ, anh cầm súng định thị phạm cho Lulu. Ngay lúc anh định bắn thì bị tiếng động làm gián đoạn. Patrick gào lớn, mau chạy đi. Anh vừa dứt lời thì con zombie lao tới xô ngã. Mặc dù Jack có súng nhưng anh cũng bị sốc nên đang thất thần. Người già như Patrick căn bản không phải đối thủ của con zombie. Thời khắc nguy cấp, chó không bỏ chủ, chú chó lao vào tấn công zombie. Patrick nhân cơ hội đó bắn một phát vào con zombie khiến nó phải bỏ chạy. Nhưng tiếc là chú chó đã hy sinh. Lulu nhìn thấy người bạn duy nhất mất đi thì vô cùng đau khổ. Cô bé rất tức giận với hành vi của bố. Lulu không hiểu nổi sao anh có thể đứng nhìn thờ ơ với hàng xóm của mình trong tình cảnh như vậy. Chuyện này làm anh nhớ lại ký ức 9 năm trước. Còn phía bên Patrick, qua một đêm mà cơ thể anh không có chuyển biến gì lạ. Lúc này anh cũng liên lạc được với thế giới ngoài kia qua bộ đàm. Họ hỏi thăm Patrick và mời anh đến nhà. Nhìn lại ngày tháng thờ ơ với bản thân hồi trước, Patrick dần thức tỉnh. Chiếc loa kỳ lạ cũng phát ra tiếng nói thần bí. Điều khiến anh thành ra thế này không phải do zombie mà là Jack, nên giết hắn đi mới phải. Patrick cũng thấy khó hiểu tại sao chiếc loa này lại biết hoàn cảnh của mình. Đứng trước lời xúi dục của tiếng nói thần bí kia, Patrick không nghe theo mà còn vô cùng tức giận. Trong khi đó, Jack ra ngoài tìm kiếm đồ ăn và vật dụng. Anh đem về cho Lulu một bó hoa để đặt lên bàn thờ Emma.
Lulu lấy lại một ít hoa để tưởng nhớ chú chó đã mất. Cô bé trèo qua lỗ hổng ra ngoài hàng rào, tại vị trí vẫn hay ngồi với chú chó tưởng nhớ nó. Sau lưng cô bé lúc này con zombie hồi sáng xuất hiện, vào lúc nó chuẩn bị tấn công Lulu thì Jack xuất hiện. Jack từ trong nhà lao ra liên tục đấm vào mặt con zombie, zombie bị đánh đến thân tàn ma dại ngã xuống đất. Jack trông thấy Lulu hoảng sợ ngất đi, anh đau lòng. Ngay khi Jack vừa ngẩng lên thì anh thấy Patrick đứng ở phía đối diện, đang chĩa súng vào bọn họ. Nhưng hóa ra Patrick đang nhằm vào con zombie ở phía sau bọn họ. Khi Jack tỉnh lại, Patrick đã giúp anh băng bó vết thương. Ở trong sân nhà, con zombie điên cuồng cắn loạn, nhưng nó đã bị trói lại bằng dây xích. Hóa ra Patrick muốn nghiên cứu nó. Anh phát hiện con zombie này đã tiến hóa để thích nghi. Nó bị mù nhưng thính giác tuyệt vời và làn da cứng như thép. Ngoài ra còn có năng lực phục hồi mạnh mẽ. Chỉ trong một giờ mà các vết thương của nó đã lành lại. Đồng thời zombie cũng không còn khả năng lây nhiễm. Vì để cảm ơn Patrick đã cứu hai người, dưới sự đồng ý của Jack, Lulu đã mời anh qua ăn tối cùng họ. Điều này khiến cho Patrick cảm thấy ấm áp trong lòng. Anh quyết định sửa soạn một phen, tắm rửa sạch sẽ, cạo lông, cắt tóc. Cuối cùng trông bảnh tỏn đến nỗi Lulu cũng không nhận ra. Hôm nay Lulu mặc đồ của mẹ khiến Patrick có chút ngạc nhiên. Trong suốt bữa ăn, Lulu nói chuyện với Patrick không ngừng, không khí rất vui vẻ và hòa thuận. Người không biết lại tưởng đây là gia đình ba người hạnh phúc. Sau đó Patrick kể chuyện dỗ Lulu ngủ. Anh nói với Jack ba người phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nơi đây không còn an toàn nữa, càng ngày sẽ càng nhiều zombie kéo đến đây. Nhưng Jack lại không thấy vậy. Anh cho rằng ở đây vẫn là tốt nhất. Bởi vì bất đồng ý kiến, hai người liền không thèm nói nữa. Lulu bị ác mộng làm thức giận. Cô bé mơ thấy Jack ra đi để lại cô đơn độc. Có thể là vì Lulu nên hôm sau Jack không đi một mình, mà kết hợp cùng Patrick đi săn. Đây là lần đầu Lulu được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mặc dù quang cảnh chỉ toàn là tuyết trắng, không có một bóng người nhưng vẫn khiến Lulu thích thú. Sau khi lấy được một vài đồ dùng cần thiết, họ bắt gặp một người phụ nữ bị co giật trên đường liền tốt bụng đưa cô về. Hóa ra khi cô gái này đang ngồi trong xe thì nghe thấy tiếng động lạ. Cô quay sang và bị cảnh tượng trước mắt làm cho một phen kinh hoàng. Một con zombie đang tấn công xe của cô. Sau khi kiểm tra và sơ cứu vết thương xong thì phát hiện cô đang mang thai. Patrick đang trầm ngâm thì Lulu đi tới bắt chuyện với anh. Cô bé thông minh lém lỉnh này nhận ra trong nhà Patrick có rất nhiều ảnh mẹ mình. Cô bé liền nói thẳng nhà chú còn có nhiều ảnh mẹ hơn nhà cháu nữa. Patrick cười nhẹ không đáp lời. Lulu lanh lợi nói tiếp. Ra đó là lý do khiến chú và bố cháu bất đồng như vậy. Một cô bé ngây thơ như Lulu vẫn chưa hề biết rằng người ở trước mắt mình lại là bố ruột. Khi tỉnh lại, người phụ nữ tên là Anne này nói rằng vốn gia đình của cô đã sống phiêu bạt nhiều năm, khi gặp ba gia đình nữa thì quyết định tới đây định cư. Không may chỗ trú ẩn của họ bị zombie chiếm lĩnh, Anne và gia đình phải bỏ chạy. Nghe xong câu chuyện này, Lulu đi đến bên cô hỏi cô có thể tết tóc cho cô bé không. Lúc Anne đang chải tóc cho Lulu thì bên ngoài truyền đến tiếng rú lớn. Anne lập tức đứng bật dậy hoảng hốt. Patrick giải thích rằng đó là con zombie mà họ bắt nhốt, nhưng Anne không nghe lời anh, nói lập tức chạy ra sân bắn chết con zombie. Cô nói với Patrick, lúc nãy là nó đang gọi đồng loại tới. Và mọi người bắt đầu nghe được âm thanh chuyển động từ xa vọng lại. Thấy tình hình không ổn, hai người trở vào nhà và kể lại chuyện cho Jack. Họ nhanh chóng lên kế hoạch gia cố nhà cửa. Vừa làm xong thì bọn zombie xuất hiện. Thông qua cửa sổ có thể thấy bọn zombie đang trèo lên mái nhà. Bốn người căng thẳng quan sát chúng, không ai dám thở mạnh. Sau đó để an toàn, Jack đưa Lulu xuống hầm, dặn dò cô bé dù thế nào đi nữa cũng không được lên tiếng. Đợi xong mọi việc thì sẽ đón cô bé ra. Nhưng không ngờ rằng một con zombie đã chui xuống tầng hầm từ lúc nào. Vì nó mất đi thị giác nên Lulu chưa bị nó phát hiện ngay. Đang lúc cấp bách, Lulu thông minh dùng đèn làm con búp bê phát ra tiếng dụ con zombie. Cô bé nhân cơ hội đó nhốt nó vào trong. Còn bên ngoài, đám zombie không ngừng tấn công, nhưng vì số lượng quá đông nên họ dần yếu thế. Đang lúc nguy cấp, Anne mở đài phát thanh cực to làm tổn thương thính giác lũ zombie. Chiêu này rất hiệu quả. Đám zombie bắt đầu ôm đầu đau đớn, sức chiến đấu của chúng dần suy giảm. Lúc này Lulu nghe tiếng từ đài phát thanh truyền tới, bên kia bảo họ mau tới khu trú ẩn. Trong khi đó hết nhiên liệu nên âm thanh dần yếu đi, súng đạn của bọn họ cũng đã hết, nếu tiếp tục như vậy cả đám sẽ đều phải chết. Họ phải nhanh chóng di chuyển đến khu ẩn náu, nhưng muốn rời khỏi đây bắt buộc phải có một người hy sinh. Nghĩ đến những năm tháng tắc trách với con gái, Patrick dũng cảm lấy thân mình làm mồi nhử cho lũ zombie. Trước khi đi, anh đã dặn dò Lulu rồi cảm tử lao ra dụ đám zombie. Jack nhờ vậy mà đưa được Lulu và Anne rời đi an toàn. Trong giờ phút cuối, Patrick hồi tưởng lại những năm tháng hạnh phúc với vợ, cuối cùng tâm hồn Patrick cũng được yên nghỉ sau nhiều năm dằn vặt. Jack cùng Lulu và Anne đã được an toàn, tương lai của họ rực rỡ như bình minh trước mắt. Đang chờ đợi họ ở phía sau chính là khu cách ly, nơi họ sẽ được an toàn. Sau khi xem xong bộ phim, có ai đã tưởng tượng được ngày tận thế sẽ ra sao không? Lúc đó liệu bạn có từ bỏ cơ hội sống của mình để cứu những người xung quanh? Bộ phim chúng ta đã thấy được sự tốt đẹp của tình phụ tử và lòng nhân đạo, đúng không các bạn? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.